cho cũ nha. Chỗ này hơi nghèo ấy. Chỗ là chỗ nào? Vậy chỗ này. Ôi, đây. Đây dầu, đông này. Muốn dầu thì có dầu thôi, kê khao đi. Ủa? Vào một trận toàn bạn nữ rồi. Kéo mình nha. Đông này, tim này, 3 tim. Wow. Bằng một cách nào đó mà tim... Ủa 3 tim lận hả? Đông lắm à. Ra tắt máu không? Đợi bọn nó lúc xong đấy. Mình bắn. Ừ, chị đi. Ủa ở đâu mình có thấy tim nào đâu ta? Nó cũng nhanh trí như mình mà nó vô tắt móc hết thì thôi. Ăn lồn, thật sự. Bao nhiêu thứ không ăn để ăn cái gì vậy? Ác quá rồi. Đi. Đi. Đây không có người rồi. Đang chơi game. Bằng một cách nào đó team này chị em bạn gì với nhau hết à? Ui rồi ôi. Mình con trai mà. Yeah. Chắc không đâu, khả năng không phải là cao hơn. Ê, có thằng đứng ở ngay cái thùng container luôn kìa. À, idol bạn tên gì vậy? Ủa, boss thành người á? Đi gần vào nhau đi, đi gần vào nhau đi. Đi xa rồi. Thằng này boss thành người nhỉ? Wow, Quỳnh Kiêu kìa, không phải là boss đâu. Người đó. Người đấy. Ôi phải luôn, người đéo được đâu. Trời đâu. Người đó tưởng boss nó bắn tôi nè, trời má ơi. Quỳnh Kiêu mà tên ai có máu không? Đây có... Tôi đã nhận được cái gì đâu đây này. Đây còn đúng 6 viên đạn. I got supplies. Mình cho cậu bình nước này. Có nước về kim tiêm. Thôi chết rồi, mình nghèo vậy. Không sao mình chơi mình chơi bọn trong kia. Trời ơi hết đạn luôn. Mọi nghèo lắm, siêu nghèo lắm á. Nghèo lắm luôn á. Mọi người thiếu gì mình cho nè. Có rồi. Hay là mình cứ nằm đi, kiểu gì nó chạy chạy bo. Nó chạy bo thì nó phải đi ngang qua mình. Nhưng mình thiếu đồ thôi, nó đủ đồ ấy. Ui, đông vậy. Boss hả? Không biết nữa. Đây nó chạy vào. I got supplies. Rồi này, giúp 2 như vị ấy. Ủa 3 team bọn nó vô đó mà bọn nó không đánh nhau hả cha? Chắc là yên bình hết. Bọn nó thấy chắc bọn nó thấy đông. À. Bọn nó cũng chung ý tưởng với mình là đi rồi. Số 2 chả nói gì nhỉ? Alo, mình nói mà. Alo alo, alo alo. Nãy giờ còn chưa có giáp cơ. Đây đi. Có cái giáp nữa trong nhà ấy rồi. Nhỏ nhà kho này nè. Cậu ở đâu đấy? Không, không. Ủa, có ai nghe đâu? Ai nghe nói gì đâu? Lắc mít rồi đó. Là bị à, ra vô lại. Thoát ra bảo lại. Thoát ra bảo lại đi. Mở. Bị lắc mic anh em ạ. Hello anh em nha. Chào mừng về tới với channel của mình. Cái clip ngày hôm nay thì mình có auto matching của một người lạ và gặp tận 3 bạn nữ cơ. Đậu Phộng, thảo nào mấy bạn nó chả nói gì à, mình nói mấy bạn nó chả trả lời gì. Bực thực sự. Thoát ra ao ra vô nại anh em ạ. Không có cách nào để lấy luôn á. Đủ. Đâu á. Alo alo. Đấy. Ui. Ủa sao lấy được vậy? Sao lấy được hay vậy? Cái gì vậy? Thảo nào nãy giờ mình bảo mình cho đồ mọi người, mình thấy mọi người chả bảo gì. Dỗi thực sự. Chào được mà, bám được đi. Nói cũng giống nữa. Giống gì vậy? Là con trai anh gái. Con gái mà. Giống gì vậy? Số 2 là con gái mà. Giống idol tôi vãi. Cho đồ gì ấy? Cậu cầm gì? Con gái hành trai. Mình con gái hành trai nè. Mình con trai. Giống lắm luôn. Con gái mà. Tụi có tay cầm không cho tớ đi. Con gái có cu ấy mà. Gái có cu thì là con trai, à lộn có gái. Mệt. Mình nói từ đầu luôn thấy người chả bảo gì. Dỗi thực sự. Con trai đấy. Cái này giọng con trai. Con trai mà. Hôm nay giọng con gái mà. Con trai mà nó nửa nửa lắm. Không, ý tôi đang bảo là cái giọng của ông này giống idol tôi vãi nồi. Idol cậu tên gì? Idol Bà Lai. Idol tớ cũng là Linh Dubai. Wow. Ủa? Gì á? Bọn mình trùng tên rồi. Không. Mõm. Thính ở đâu? Thính đúng không? Mõm. Không. Mõm là gì á? Mình không biết bắn đâu, mình vào đây để cho các cậu cánh mình thôi. Lại mõm rồi. Ủa là sao? Không, mình nói thiệt. Ai vậy? À, đây là ai vậy? Đây là ai vậy? Không có biết. Idol bằng này là ai vậy? Chịu. Mấy bà có xem Tuấn HC không? À có. Thề giọng biết, này đâu có giống đâu. Giọng của cái ông Linh luôn ý. Wow. Tinh mình cũng được cậu cậu gọi là thấy giống idol, thật là hạnh phúc. Số 3 lên máu không? Nhiều máu lắm này. Thề, cái giọng này, cái câu này cũng như rồi. Lấy nhiều rồi. Lấy thế giới này thật là trùng hợp. Xong mình nói những cái câu mà ê mà sao giọng của số 2 vang ấy. Tại vì là trong nhà tắm à? Vang phải, cái phòng mình nó hơi trong nhà tắm mà. Phòng mình cũng ngồi nhà tắm, ngồi nhà vệ sinh luôn. Vang kinh khủng luôn á. Mình cũng chia sẻ đó. Cười mà. Mình cũng chia sẻ thật tại vì là mình trốn làm xong rồi mình chạy. Không có cái chấp đồ mà. Ủa nhưng mà giọng này con gái hay trai chắc không? Chắc trai. Con trai không? Trai. Không hiểu sao mọi người cứ nghe. Đứng trên này, đứng trên này. Con gái nhỉ? Ai biết gì nữa. Mình chỉ tên giống Linh Dubai thôi chứ mình làm gì có ở Dubai đâu. Mình nghèo nên là mình đặt tên vậy để cho nó sang thôi à. Idol tớ là người Việt Nam mà cậu. À. Tớ không hâm mộ mấy người Dubai. À. Mình tưởng mình nghèo lắm, mình có gì đâu. Đặt tên vậy để gọi là kiểu ước mơ được nhiều tiền đấy, nên là mình đặt tên Linh Dubai luôn. Mọi người đọc thấy tên Linh Dubai đã nghe thấy sự giàu sang rồi. Ồ. Nhưng mà ông có thể ra khỏi cái nhà vệ sinh được không? Nó vang quá. Chắc là... Đúng rồi, vang thật. Chắc là đang vang khó nghe lắm. Vang như người âm ấy, y như người âm nói chuyện ấy. Ừ đúng rồi đấy. Ghê vãi. Kéo dịch cái mic của mình xuống. Cốt 4 nè. Tại cái phòng của mình nó hơi rộng ấy nên là chả biết sao nữa. Hay là clip hả? Clip là cái gì vậy? Cái gì trời, trắng bóc à, chả thấy mẹ gì hết trơn á, sao bắn về mẹ nó. Đây mấy cậu ơi. Thằng bơi à? Đi đường resort qua là được mà. Thích thì bơi mà không thích thì bơi. Đi này là qua bốt cam nữa. Dễ con người hả? Bây giờ có người nó cũng chả thấy mình đâu. Mình vẫn còn chưa có máu có nước. À đủ, á cái đủ. Mình không thấy, không có nghĩa người ta không thấy mình đâu. Té. Nghèo thực sự, không có máu, không có nước luôn. Thấy cái câu này cũng giống này. Trời. Ôi đôi khi là ổng thật ấy. Tại sao mọi người cứ bảo đôi khi là ổng thật thì sao? Mình cứ nói không nào bạn lại thấy giống là ta. Là sao ta? Thì giống thì bảo giống. Người ta hâm mộ. Thiệt là buồn cười đó mà. Ồ, cho xin miếng chữ ký. Đấy, cái câu này. Ủa nhưng mà cái giọng này cũng giống luôn. Nhưng mà ông bà hâm mộ bắn có hay không? Hay lắm. Thế không phải mình rồi, thế có người gánh game này rồi. Cậu thấy nãy giờ mình có bắn được ai đâu. Còn chạy theo mấy cậu à. Chưa gặp được người, gặp người là mình chết luôn đấy. Gì biết ngay rồi mà. Súng gì? Mình đâu có súng đâu. Đâu? Súng nhà giàu chứ kìa. Eo ơi, băng kìa. Eo ơi, đem vào 7 luôn kìa. Đây. Eo ơi kìa. Đâu đâu đâu, để tôi coi với. Mình không có gì đâu. Dừng lại đi, tôi coi con súng đấy. Hả? Cái khẩu súng mà 4 của ông ấy kìa. Dừng lại coi. À thấy rồi. Cái này mình vừa xịt sơn vào ấy. Mình bảo thật. À, cái này là bộ mặc cái đồ nghèo nghèo để hóa trang thành người mới chơi nè, mặc là bộ mặc đồ nghèo nghèo. Mình không biết chơi. Cái này mình xịt vào thôi à. Giàu lắm luôn. Cái này mình xịt vào thôi à. Đấy, đấy thấy chưa? Cái chảo cũng giống nữa. Ui. Dạo này vãi chưa? Giống từng chi tiết vậy. Tôi là tôi để ý idol tôi lắm. Ai mà là idol của bạn thì thần hạnh pick này. Tốt gì mình cũng được như idol của bạn. Ừ thì cậu đang là idol của tớ đấy. Mình chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà sao đã thành idol rồi. 400 mấy mình định săn luôn này. Ai cần định săn. Cậu sinh năm mấy vậy? Mấy cậu sinh năm mấy vậy? Mấy cậu sinh năm mấy vậy? Ai nói trước đi? Tớ 2002. Mình 2000. Ô nhỏ thế. Ô chết mẹ rồi, thế là bà chị già trong tim à. Bao nhiêu số 3 bao nhiêu? 99. Nhiều 99 số 1 bao nhiêu? Bằng Minh. À, yeah. Mình 2000. Tụi mình già cùng nhau. Thôi, bọn mình cứ cộng tới cho nó hơn nhau mấy tuổi đâu đúng không? Đỡ phải gọi chị, ngại chết à. Cái số 2 sinh năm bao nhiêu? Rồi có nên qua bước cao. 2000, mình 2000. Nhìn lên sắp xỉ thì sao? Đầu 2 qua bút cam. Ôi! Không, Tự Dương này gọi chị ơi. Sang vội đấy. Nó hơi bị không ai hết, không ai hết. Bút cam lia. Bút cam ly. Làm sao tay bé rồi. Không, mình chạy cho vui thôi à. Rồi. Chứ thật ra mình không được bán đâu. Ê, có 6 nè. I got supplies. Mõm là gì vậy? Mẹ mình bỏ nói phép là hư bạn ạ. Nên là mình không bao giờ mình nói phép. Nói phép hư lắm. Thôi ấy. Ê, con ơi. À, con ơi. Cái đéo gì vậy? À. Qua đi. Ê, nghe khó kỹ chơi đủ. Cần viện trợ. À, nó trong nhà kho. Nhà kho nào? Con điên này. Nhà kho trước mặt như nè. Đứng riêng ý. Công môn. Đâu mình chưa biết ở đâu, mình không ngán gì nữa. Trong nhà kho này nè. Chơi nó luôn, bắt hồng xoăn không. Hai tên này. Tôi nói có sai đâu. Công nhận. Ghê vậy? Có tiếng hơn. Wow, nó đứng ở đây mình không nghe gì luôn á. Nice. Clear rồi. Tôi tưởng idol của bà tí. À, cậu có bộ đồ đẹp đấy. Không, nhìn cái phòng mà 4 là tớ biết ngay là idol tớ rồi. Không. Vậy hả? Có 14 đâu, không 14 chỉ có idol mới có hả? Mình khai thật là nick này mình mượn của anh trai mình. Cái giọng mình không thể làm sai được cậu. Mình mượn nick của anh trai mình ấy, tí anh mình lại kêu mượn nick đấy. Vừa nãy thì kêu tớ Sơn Minh Tinh, bây giờ lại kêu mượn nick. Thì mấy cậu biết ngay nên là thôi bây giờ mình nói thật luôn. Mọi người có thiếu gì không? Mình nhiều nước lắm. Cậu có thấy đúng không? Ở đây có giá ta này. Ai hỏng giá rồi không? Nhưng mà mấy người đó hay. Ê, như nè. Mình không thấy đúng cho lắm. Idol có chưa? À, idol, mình không phải idol đâu. Wow, thank you cậu nha. Idol không được ạ. Chúng mình chỉ vừa gặp nhau khoảng 20 phút trước mà. Tớ không được gọi cậu là idol à? Thế nhốt. Hả? Chứ tớ không được gọi cậu là idol à? Gọi thế tớ ngại lắm. Người đây nhờ. Cậu lại kỳ ghê cơ. Tại vì mình mình gọi idol là mình kiểu như là phải có một sự trách nhiệm gì đó ấy. Mình sợ tí mình chết rồi xong rồi mấy không bắn được hộ mấy cậu ấy. Ở trong bo nhỏ này kìa, bo nhỏ này kìa. Bo nhỏ xíu kìa, hơi ghê. Mình vẫn là sát bo mà. Mình sẽ hủ trong bootcamp thôi. Con này chắc ra cầu rồi. Có một bàn chân nặng khẽ. Mình bấm nhầm á. Không thấy gì hết á. Ông này, ông ở đâu mà nó bay được như thế này hay đấy nhỉ? Không, cái phòng của mình nó rộng tại vì phòng mình để ít đồ á. Nè, nó vang lắm. Mình kéo nhỏ cái mic của mình xuống rồi mà nó vẫn vậy à? Chả biết tại sao nữa. Thôi được rồi, không sao đâu. Nghe vẫn hơi ghê thế thôi nhưng mà cũng được. Mình cũng đã nói nhỏ rồi. Mình lên trên đồi đi. Cái đồ 3 nè, không ai cần nè. Cái đồ này dễ chết á, đừng có lên. Còn đó chính là ngọn đồi tử thần. Đồ tiếp theo mình nghĩ là ở trên đấy rồi. Nên là mình cứ lên sớm này. Bo tiếp theo là ở đó hả? Ok. Bo này chắc là thu lên trên. Đi thôi. Tôi nghĩ là nó ở cầu. Thì thế, thì mình mới bảo mọi người là lên cái đồi này trước này. Cứ chiếm cái đồi này luôn. Nhưng mà nó lên nó móc nó cầm hả? Mình sẽ là trung tâm trọng điểm nó luôn. Nó chưa phải có tay cầm, chưa có bán. Ba bạn nữ gánh tim mà, sợ gì? Đấy, ông này bắt đầu mõm đấy. Ủa mình nói thật mà, thế chả ba bạn nữ là gì? Tớ không đánh gym. Ui, nó bắn kìa. Ok. Nó bắn kìa. Bắn trong khu nhà sao kìa? Không có biết luôn. Tớ chả nhìn thấy gì cả. Tớ cũng vậy. Chị nghe tiếng súng rồi, nhưng chẳng biết nó đâu. Tớ chỉ thấy mỗi mấy cậu thôi. Ồ, thấy rồi. Đâu giờ? Đâu giờ? Dưới cầu. Lốc 2 này. Ôi cái gì vậy? Ồ, mình lại thấy nữa rồi. Chết Trình. Đâu vậy? Ở hướng NW ở sau cái biển. Ôi. Ôi. Bằng ngược lại đây, Em như thế à? Từ ngoài nó sau lưng nè, nó sau lưng nó bắn mình nè. Bọn vào bo ấy, mình nên canh được. Mình chưa thấy. Ừ, nó sẽ vào bo thôi. Thấy rồi này. Mình canh nó. Nó sẽ như không chả thấy gì nhỉ? Mình canh bọn dưới này á. Đồng quá. Thấy gì chết liền á. Hai bên. Ui. Nó dưới nữa kìa. Được rồi, mấy cậu cứ đẩy bên đấy đi, rồi mình đẩy bên này nhá. Nóc bên này rồi. Ui. Trái phải trước sau nữa kìa. Cái này không có. Cái tay cầm hồng. Ui, ghê thế. Yên tâm. Cái chả thấy gì à? Thấy hay vậy. Đằng sau này nó chạy. Ở bên nhà bên đây nó không thấy đằng sau chưa? Nó đi đâu rồi đó? Nó chạy vào. Ủa nó đi vòng rồi hả? Kìa. Bắn nhiều kìa. Đi vòng rồi, vòng dưới đây này. Nó ở dưới này này. Mẹ không lấy được cái đấy nè. Nó yếu lắm rồi đấy. Thế rồi. Như vẫn không thấy gì hết. Hai thằng ở dưới đấy. Này, như thấy rồi. Ôi, ui, bắn ghê vậy? Wow, giờ mình nó làm gì đây? Xong luôn hả? Không. Nó ở dưới, sát bên bo vào rồi kìa. Nó phải chạy trước. Nó chết bo rồi, mọi người. Ôi nó chết bo rồi. Thôi còn một tên nữa thôi, top 1 rồi. Thấy chưa, tôi bảo rồi. Hả? Cậu bảo gì? Vừa nãy mình nghe tiếng ở bên này. Nó chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi. À, nhưng mà đây này. Đi ỉa. Ơi, yeah. Wow, nice. Yeah, top 1 rồi. Tuyệt vời. Thiệt là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Wow, bạn kiếm được 7 mạng, thiệt là tay to.